Xin chào các em, chào mừng các em đã trở lại với Kiến Guru. Trước khi đi vào bài học mới, thầy mời các em quan sát một video sau. Ở video này, chúng ta thấy một vật đang chuyển động trên quỹ đạo tròn. Và thứ giúp cho nó luôn chuyển động trên quỹ đạo này, đó chính là sợi dây nối giữa vật và tay thầy. Và tại điểm nối giữa vật và dây thì sẽ xuất hiện một lực. Lực này sẽ giữ cho vật luôn chuyển động trên quỹ đạo tròn mà không bị văng ra ngoài. Liên hệ chuyển động này với chuyển động của mặt trăng xung quanh trái đất. Thì lúc này mặt trăng cũng sẽ chuyển động gần như là tròn đều quanh trái đất. Vậy thứ gì hay lực gì lúc này giữ cho mặt trăng chuyển động xung quanh trái đất mà không bị văng ra khỏi quỹ đạo? Để giải đáp được câu hỏi này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Với hai nội dung chính, thứ nhất đó chính là lực hấp dẫn, thứ hai đó chính là định luật vạn vật hấp dẫn. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nghe lại câu chuyện tìm ra lực hấp dẫn của Newton nhé. Một hôm thì khi Newton đang ngồi dưới gốc cây táo thì vô tình một quả táo rớt vào đầu ông. Lúc này ông suy nghĩ, tại sao quả táo lại rơi xuống đất mà nó không lơ lửng hay là bay ngược lên trên? Để trả lời cho câu hỏi này, ông đã tiến hành nghiên cứu sự rơi của các vật, cùng với đó kết hợp với kết quả quan sát chuyển động của các hành tinh, thì ông đã đưa ra một kết luận rằng đó chính là mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau bởi một lực mà ông gọi đó chính là lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn chính là lực mà giúp cho mặt trăng chuyển động quanh trái đất, hay trái đất các hành tinh khác chuyển động quanh mặt trời mà không bị lệch hay văng ra khỏi quỹ đạo của nó. Vậy từ đây ta có thể suy ra được một đặc điểm nữa của lực hấp dẫn, đó chính là đây là một lực tương tác từ xa qua khoảng không gian giữa các vật. Tuy nhiên thì điểm đặt của lực cũng phải đặt trên vật mà không phải đặt đâu đó trong khoảng không gian giữa hai vật đâu các em nhé. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về đặc điểm của lực hấp dẫn về mặt định tính. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu công thức xác định độ lớn của lực hấp dẫn giữa hai vật thông qua định luật vạn vật hấp dẫn. Với những nghiên cứu về lực hấp dẫn thì Newton đã nêu lên thành định luật vạn vật hấp dẫn có nội dung như sau. Đó chính là lực hấp dẫn giữa hai vật bất kỳ sẽ có độ lớn tỷ lệ thuận với tích khối lượng của hai vật và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách của hai vật đó. Cụ thể, ta sẽ có công thức xác định lực hấp dẫn như sau. F hấp dẫn sẽ bằng G nhân cho M1 nhân M2 và chia cho R bình. Trong đó, ta có G chính là hằng số hấp dẫn có giá trị bằng 6,67 nhân 10 mũ trừ 11, đơn vị là Newton nhân mét vuông. M1, M2 là khối lượng giữa hai vật và R chính là khoảng cách sẽ được xác định theo hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất được biểu diễn bởi hình ảnh như trên màn hình. Lúc này khoảng cách giữa hai vật rất lớn so với kích thước của vật, cho nên hai vật lúc này sẽ được coi là hai chất điểm và R ở đây chính là khoảng cách giữa hai chất điểm và đơn vị của R đó chính là mét. Trường hợp thứ hai đó chính là lúc này hai vật đồng chất và có hình dạng là khối cầu và khoảng cách giữa hai vật lúc này không quá lớn so với kích thước của hai vật, thì khoảng cách lúc này sẽ được xác định R sẽ bằng khoảng cách từ tâm của hai vật đến với nhau. Với những phân tích vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng mọi vật trong vũ trụ đều tương tác với nhau bởi một lực hấp dẫn. Tuy nhiên, trong thực tế các em có thể thấy rằng một tòa nhà cao hay là một chiếc xe tải lớn hình như không hút chúng ta lại gần. Vậy lúc này lực hấp dẫn đã đi đâu? Thực tế thì lực hấp dẫn vẫn tồn tại lúc này. Tuy nhiên, lực hấp dẫn giữa ta với tòa nhà hay chiếc xe tải rất là nhỏ so với lực hấp dẫn giữa ta với một vật lớn hơn rất là nhiều, đó chính là trái đất. Lực hấp dẫn của trái đất tác dụng lên chúng ta giúp chúng ta có thể đứng trên mặt đất mà không bị trôi dạt trong không gian.
Và lực hấp dẫn của trái đất lúc này có một tên gọi khác, đó chính là trọng lực. Và trọng lực sẽ được xác định bởi công thức như sau. B bằng M nhân G nhỏ bằng G lớn nhân M lớn nhân M nhỏ chia cho R bình. Từ đây, thầy sẽ suy ra được công thức xác định gia tốc trọng trường G, đó chính là G nhỏ bằng G lớn nhân cho M lớn và chia cho R bình. Trong đó, G lớn chính là hằng số hấp dẫn mà ta đã được tìm hiểu ở nội dung trước. M lớn chính là khối lượng của trái đất có giá trị là 5,972 nhân 10 mũ 24 kg. Và cuối cùng, R chính là bán kính của trái đất có giá trị là 6.371.000 m. Và công thức xác định gia tốc trọng trường ở trên màn hình, đây là công thức dành cho những vật ở trên mặt đất hay gần mặt đất. Vậy đối với những vật mà ở xa mặt đất, ví dụ như các vệ tinh quay xung quanh trái đất, thì lúc này nó sẽ được có gia tốc trọng trường sẽ xác định bởi công thức, đó chính là G bằng G lớn nhân cho M lớn chia cho R cộng H tất cả bình phương. Và H lúc này đó chính là độ cao của vật so với mặt đất. Ở bài học ngày hôm nay, chúng ta đã xác định được công thức xác định gia tốc trọng trường G nhỏ bằng G lớn nhân cho M lớn chia cho R bình. Và nếu các em thế đúng các giá trị vào công thức này, các em sẽ tìm ra được G nhỏ bằng 9,81. Các em thấy giá trị này có quen không nào? Đó chính là giá trị gia tốc trọng trường mà chúng ta đã biết được ở các bài học trước. Và ở trong bài học này, các em đã biết được giá trị này được xác định từ công thức nào, phải không nào? Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em!